bạn Đoàn đang đi ăn, đang đi uống cà phê đây. Còn nhậu và phá xà. Nó là một xoay địa hình, địa vật. Nó đỏ, nó mỏ. Nó đỏ, nó đỏ, đỏ. Ngoài đường này, đường này, phá, nhậu, nhậu, mà lại bốn nhậu. Nước cái bốn hôm cạch. Cái tính. Ui, ui. Như mình trang chua. Bắt tiệc kìa. Đừng lưng ai chua bằng chanh. Em mời răng à? Răng. Đây cũng là phong cách cà phê này. Răng vi nó mặn thiệt. Con thì mời vô lăng. Răng thì anh nói về cảm nhận buổi sáng hôm nay vô quán cà phê đấy. Tuyệt vời không? Rồi thông tin cho anh em là sau một buổi hội ý đã thống nhất là trưởng nhóm thuộc về đồng chí Hồ Văn Ngô, Việt Ngô và Thủ quỹ kiêm Thủ quỹ và Phó là Lê Văn Quỳnh. Đây anh em ạ. Đây, còn anh Ngô bên kia. Và từ đây là mọi hoạt động nhóm lưới theo sự chỉ đạo của anh Việt Ngô. Nếu mà đồng ý thì tất cả cho một giơ tay biểu quyết nào. Biểu quyết. Chị Sơn Ca không nhất trí. Nhiều nhất trí không? Bắt đầu họp lại. Gặp mặt chỗ 51 Hai Bà Trưng. Mô, để chị mô. Đem huông ấy, đem bò hoa bạc ấy. Cấm bò hoa đi nữa, để chúc mừng. Lần đi cho địa chỉ. Rồi sau khi hội ý thì chúng ta sẽ di chuyển một quán để hai đồng chí ra mắt cho nhóm. Đừng dậy lại dừng lại. Rồi sau một thời gian hội ý thì bây giờ tất cả anh em cùng ra. Cái gì anh cô gặp về xe mà chờ. Bắt tắt nơ. Đây. Rồi đây, anh em mình đang ra về đây. Vừa rồi mình ngồi ngay tại quán cà phê đây. Một quán cà phê khá là đẹp, rất cổ kính. Ngoài thì trời cũng đang mưa. Rồi xuất phát đó, đi lên được kìa. hỏng hở thì trứng luồn hở. Anh Duy trứng luôn luôn. Rồi. Hôm nay trứng luồn. Anh đưa em bố cả em đào ao ra đấy. Thì là tụi anh em cũng vậy. Đưa vô lại này có thể nói này. Diều. Diều để ai đây này. Diều thôi. Đây không. Mình 14 người. Ồ, tròn, cao.